đối tượng đầu thú sau thời gian dài trốn nã. Đối tượng Trần Quang Trung bị công an Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài đã tự nguyện từ Thái Lan trở về Việt Nam đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 4 tháng 7, nguồn tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức tiếp nhận đối tượng bị truy nã ra đầu thú đối với Trần Quang Trung, 42 tuổi, trú thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng Trần Quang Trung bị công an Hà Tĩnh ra quyết định truy nã bị can số 111 ngày 13 tháng 7 năm 2021 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo điều 349 Bộ luật hình sự. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, được sự vận động từ lực lượng chức năng cũng như gia đình, Trung đã tự nguyện về đầu thú. Làm việc với lực lượng chức năng, Trung thể hiện sự ăn năn, hối cải, thành thật khai báo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao người cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.